Vietnamnet đưa tin, trong cả ngày hôm nay 15 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đăng đàn trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục dự án, dự thảo chính phủ trình Quốc hội, giải pháp nâng cao chất lượng, hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế, sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp. Nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gồm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, thị trường đầu ra bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, một số mặt hàng nông sản chủ lực bị rớt giá, thu nhập, đời sống của người nông dân bị ảnh hưởng, hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu gạo.